Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi em lên tiếp cho nhà dòng đây. Multiband 6 nhưng mà là 7 kim nha. Con này có chức năng đếm ngược ha, bấm giờ thể thao nè, giờ đếm ngược nè, để cho chạy chứ bấm giờ đếm ngược chứ. Mặt xanh phong thủy luôn. Thì nó là 7 kim nhưng mà nó nhiều chức năng lắm, xem được nhiều mũi giờ thế giới vòng vòng này nè, thấy nè. Vòng giờ thế giới nè. Lịch vạn niên ha. Con này chỉnh như chỉnh ok đúng lịch. Đem test giao quan nha. Em kiểu thích thể thao 7 kim á. Hầm hầm hố chốt cái này ha, kéo dài quang sáng lắm. Mấy dòng casio phay xước còn độ mới cũng ok, dây khóa zin hết à, dây của nó đây còn phay xước xíu xíu ha. Thì con này mã là WVQ nha, WVQ nè, M410 linh kiện phụ kiện của Nhật, lắp ráp nhà máy đặt ở China, bắt đầu mới xuất trên thị trường nội địa Nhật nha. Nước chất nhựa còn đẹp, bên hông ở đây. Nói chung lỗi sao báo vậy nha. Con này thì độ mới nó tầm 85, hơn 85 trăm nha. Hàng xây gì cũng là ok rồi. Đấy, so với tầm giá này, bấm thể thao chạy ngược. Đó, chạy ngược. Ví dụ mà uống phê pháo vậy đó, để chạy ngược ha. Trước khi đi mấy dòng này em chỉnh giờ reset lại cho nhà xài hết. Anh em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ mấy dòng này mà Casio Multiband 6 gì cứ báo em gửi video cho. Nè, chạy ngược rất là hay. Nhiều chức năng lắm. Ví dụ em ta đeo đồng hồ ba kim chén chuyển qua này khám phá thì với lại trên kênh YouTube á, ta hướng dẫn nhiều rồi nên em cứ chỉnh thả ga chỉnh thoải mái, không hiểu chỗ nào cứ search YouTube là sẽ hiểu thôi. Coi năm dụ coi một hai lần không hiểu, coi 5 lần 10 lần sẽ thuộc cái này dễ lắm, ngưng reset nữa. Chứ phải như mấy con ngày xưa không ta không biết anh em giấu nè, có báo thức nè, xem được nhiều buổi giờ thế giới nè, quay lại giờ bình thường rồi rất là hay ha. Con đồng hồ nhiều chức năng nữa nha, xi ngang của nó là 43 mỏng 13 ly. Cái này là cái phơ, nếu mà cái dòng mà bản titanium mà full á, full titanium luôn á, cái bản đúng cao cấp của nó là mắc cái nha, mười mấy triệu nha. Rồi 850 mã B 54 nha. 850K B 54, cái dòng Casio. Thì con này cũng giống nhau thôi. Hai con giống nhau thôi nha. Dây khóa. Con này độ mới không bằng con đó nha. Này 800, này bán nhà bán 7 750 đi. 750K mã K85 nha, 750K K85. 750 mã K85. Con này kiểu giống y hệt vậy, hai con giống y hệt nhưng mà nó sẽ không bằng đó nha. Nên sale này giá cho anh em sưu tầm luôn. Nè, nhà xem dây khóa còn phay xước nè. Máy này nói chung là máy này chưa đánh 4 xì ba gì đâu. Cái chắc zin của nó còn gì luôn, kính zin không sức mẻ nè. Dẫn bóp lông mèo ha, mặt xanh luôn. Chạy nhiều giờ thế giới nè. Chức năng vậy anh em muốn trải nghiệm cứ báo em, này dính bụi lâu bên hông ở đây mặt sau đây ha. Rồi, con này thì dây mấy này còn 18 vậy thì 18 đổ về đeo ok lên tay 17. Rồi, con này 750 ha, 750 K85 xe ngang 43 ha. Bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.